Tiếp tục vào việc anh chị ơi. Thổ ở đất ngang 10, dài 30, phun thổ nằm trên con đường này. Anh chị biết không? 5,8 tỏi quý chị. Cực kỳ hời anh chị nha. Cái thông tin này đúng anh chị ơi. Lúc trước em cũng có một cái lô như thế này, cũng ở cái mức này luôn. Và đã ngồi lại nói chuyện chính chủ và đã ra rồi anh chị ạ. Ngày hôm nay lại tiếp tục xuất hiện một lô đất phải nói là cực hời luôn anh chị. Đây. Ngang 10, dài 30m. Anh chị thấy mê không? Xây nhà vườn, biệt thự, kho xưởng vân vân, mình xây gì mình xây anh chị ạ. Với thế đất ngang 10m thì tuyệt vời đẹp quý anh chị. Đó là một cái điểm cộng ha. Rồi đất mình đây anh chị nhá. Phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Cái đường này nằm trong khu dân cư 12m tổng, thông dạng bần cờ anh chị nhá. Em Hải review là đúng đủ chính xác, minh bạch công khai hết cho anh chị mình luôn nhá. Có gì nói vậy quý anh chị nhá. Nên là mong muốn tìm anh chị phù hợp ha. Ngang 10 tính từ mép nhà này ra giúp em. Ngang 10m anh chị, dài 30m là 300m phun thổ. Đây này, đất trống anh chị nhá. Đẹp nhá, vuông góc nha, sổ hồng riêng nha. Chỗ này thì có một cái ốt ở đây quý anh chị, tặng kèm nha anh chị mình luôn. À, rất đẹp quý anh chị ơi. Nói chung là xây nhà vườn là mê nhất anh chị, hướng chính bắc. Cực kỳ mát. Anh chị nào Đông Tứ Trạch hợp nhá. Em quay một vòng cho anh chị mình xem nhá. Đây, bên đây quay nhanh này. Đó, quý chị thấy không? Quay 360 độ luôn nhá. Đây, vẫn lại quay về lô đất mình đây. Đó. Chỗ này nó bám trên trục đường quốc lộ 1K này, đường Mỹ Phước Tân Vạn này, đường Vành Đai 3 này quý chị ha. Ba cái trục đường đó nhá, 500m nhá. Một cái đường thẳng quốc lộ 1K đó anh chị. Anh chị về tới cầu vượt Linh Xuân ha. Cầu vượt Linh Xuân anh chị, 6 km. Cầu vượt Linh Xuân của thành phố Thủ Đức đó quý chị. Đầu đường Phạm Văn Đồng á. Đó, đường Phạm Văn Đồng đó chạy thẳng một đường là vào sân bay Tân Sơn Nhất á. Còn dễ hình dung nhất này, trung tâm y tế Di An hay còn gọi là bệnh viện Di An anh chị nhá, 500m. Đây là khu dân cư Đồng An quý anh chị nhá. Em review là đâu ra đó anh chị nhá. Anh chị có thể tìm thêm ha, anh chị có thể tìm kiếm thêm là sẽ rõ ràng, sẽ minh bạch hết anh chị nhá. Trong cái khu này mà lô này 5,8 tỏi thì hiện tại bây giờ nói với anh chị là số 1, nói về hời là số 1 quý anh chị nhá. Mong muốn sẽ có anh chị phù hợp, mình sẽ ngồi lại mình nói chuyện thêm anh chị nhá. Ngồi lại nói chuyện thêm đúng không ạ? Ra phòng công chứng luôn, sang tên luôn quý anh chị nhá. Sổ sách giấy tờ đầy đủ, hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. Đó. Rồi. Nhưng mà anh chị nhớ nha, follow cho em Hải giúp nha. Follow em Hải nha, một ngày ra vài video cho anh chị mình xem ha. Tha hồ mà xem quý chị ơi. Rồi em xin cảm ơn.